cận cảnh ngôi mộ cậu Năm. Hiện tại trên bàn thờ là 5 điếu thuốc luôn nha mọi người, độc lạ luôn á. Cậu Năm hút lần 5 điếu luôn. Cậu Năm hút lần 5 điếu. 5 điếu luôn mọi người. Xin kính chào cô chú anh chị các bạn đã trở lại video của em. Hiện tại bây giờ thì em thấy có hai cô rất là sớm đến đây để mà quyến mộ thì sẽ tư vấn các bạn ơi. Thấy đem mâm trái cây với lại bánh rất là nhiều với bạn. Ghế này được không? Tại bây giờ thì sẽ đi thì lấy bình nước để túi hoa như vậy. Thì sáng sớm thì mỗi người mỗi việc nha cô chú chị bạn. Bây giờ thì vào tưới hoa thôi. Mấy cô thì đang cúng bánh tráng rau củ luôn các bạn. Đây thì đang tưới hoa. Hello em. Tới cây kiển, mấy cái cây
mấy cây lan như bạn. Trước thì Tuấn ăn năm, sau thì cho mấy chú YouTube đây ăn nha. Vừa ăn với chị cho vui vẻ ha. Xong chú không là đó. Mấy anh em con hỏi ỉm lặng ha con. Đúng rồi. Có thanh mát. Chị ngoại lên bên kia nữa. Chứ hai trái dừa có cái hình bông sen của chúng chị. Ồ, nó khác luôn kìa. Mà cô có gặp là chú Vũ Linh ở ngoài. Cô này đang lao hình luôn kìa. Xuống hoài à. Cô này em bữa có xuống rồi vậy. Hôm nay là nô cô mấy cái ghế em sửa cởi lại 30 tháng 4 anh có tới viết. Dạ. Em xuống là mình mua thẳng mấy cái ghế đem tới ăn tới ngồi ngồi. Mấy ghế này cô mua hả? Ghế này là của cô mua nè. Để cho khách ngồi hả? Đúng rồi, để cho là khán giả mà đến đây á. Này như là cúng đất đai phải rồi. Đây cúng đất đai. Tối hoa nha, tối công, công tối cầu. Con có bơi bơi này. Có đó nó ngập luôn. Bơi bơi. Này để sửa cho nó nhanh lại. Đó. Con cậu mình nói vui chứ bạn. Đúng rồi. Nói vui là mình để chân thôi chứ bạn mà để cuốn cậu thì không có để nuôi cá này được. Mà anh có chị ở Malaysia, hay chị Kiều Malaysia 3 giờ đó anh chắc là 10 ngày đó. Có đem cá theo đó. Anh xuống bên nhà cũng chưa làm với anh đâu. Nhờ chú Tiến đi với anh đâu. Nó vui rồi nghe quý chị chứ không thể nào mà bỏ cá vô đây được. Hai cái này chưa tưới đâu. Đúng rồi. Anh dưới này đó. Chứ mà mình không bỏ cá đâu. Bây giờ chị thích mua bông rồi chân lâu. Dạ. Cái này để đây lâu. Để lâu cả năm được luôn. Cái bằng tài. Nó này coi. Nó cao hơn. Giống nha. Con quý của chú vậy. Cảm ơn cô nhiều nha. Cô này, còn cô này thì đang cô đang lao hình. Cô tặng những chiếc ghế này các bạn. Ngồi ngồi đó, cái phòng mình không có ghế được rồi. Mình có ngồi lên còn đấy cái đầu mã ơi. Ngồi hát ngóng hát nêu. Bốn cái nữa cô. Tại vì chở không có học nổi. Đây thì mấy cô sáng thì tới đây rất là sớm nha mọi người. Chi lên đây là 1 tiếng mấy? Dạ.
Cô em người xem một vòng nha. Rồi, chắc có lẽ thì em sẽ kết thúc video tại đây với chị bạn. Hẹn gặp lại cô chú cho bạn video sau. Cảm ơn mọi người rất nhiều.